bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngô, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu kia sáng giấc mơ tôi, nước qua cầu
Xin thông báo với toàn thể các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, con cháu của làng Bằng Khê thuộc xã Liêm Trung làm ăn và sinh sống ở trên mọi miền của đất nước. Ngày hôm nay, ban tổ chức kiến thiết của đình làng Bằng Khê chúng tôi đứng trước tại sân đình xin thông báo với toàn thể bà con, anh em, con cháu là người dân làng Bằng Khê sinh sống trên mọi miền của đất nước biết rằng ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023, tức là ngày mùng 3 tháng 2 năm âm lịch. Chúng tôi nhờ thầy chùa xuống làm lễ để chuyển tất cả các pho tượng và chư bài xuống nhà mẫu để yên vị, để tạm thời cho nhân dân đến thờ cúng. Cho đến ngày 28 tháng 2, tháng 2 năm 2023, tức là ngày 19 tháng 2 năm âm lịch, là chúng tôi sẽ động thổ làm móng. Thì chương trình báo cáo với toàn thể bà con và anh em, con cháu của người dân là làng Bằng Khê sinh sống trên mọi miền của đất nước biết rằng đình làng đã xuống cấp. Chúng tôi là xin sẽ là sửa chữa và nâng cấp lại với phương châm là làm kiên cố hóa. Với phương châm là làm kiên cố hóa, vậy ban kiến thiết của chúng tôi ngày hôm nay cũng tha thiết kêu gọi toàn thể các bà con, anh em, con cháu là người dân làng của Bằng Khê đã sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc mang công sức và vật tư về để ủng hộ ban kiến thiết chúng tôi để xây dựng ngôi đình của làng được khang trang. Ngày hôm nay chúng tôi cũng đang có một cái phương án tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ kè lại cái giếng đình tròn lại và coi như lới rộng ra với cái diện tích của mặt đường là và rộng ra khoảng độ tầm từ 2m đến 2,5m. Xung quanh là chúng tôi là đang xây kè và hiện nay là anh Lộc đang cho tát giếng để ngày mai là bắt đầu máy vào để xây lại cái bờ kè giếng, kè lại tròn và coi như là xây lại cái cầu giếng. Cho nó nới rộng cái diện tích đường của trước cửa đình ra khoảng độ tầm từ 2m đến 2,5m. Đấy là báo cáo với toàn thể các ông, các bà cùng bà con, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em là những người con sinh sống trên mọi miền của đất nước để biết, để ủng hộ ban kiến thiết chúng tôi sửa chữa lại cái đình cho nó khang trang. Đây là nói là chúng tôi sẽ làm tương đối hoàn thiện và kiên cố hóa. Xin trân trọng cảm ơn. Thế còn chúng tôi sẽ có những các cái đơn thư kêu gọi sau, nhưng ngày hôm nay là chúng tôi cũng tha thiết là thay mặt cho ban tổ chức kiến thiết của đình làng là kêu gọi toàn thể bà con, anh em, cô dì, chú bác ủng hộ ban kiến thiết chúng tôi để sớm hoàn thiện đưa đình vào sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn.